trong bãi xe hôm nay thì mới về một chiếc xe rất là đẹp và nhìn rất là hay, có thể là anh chị lấy về đi gia đình, đó là dòng Kia nè anh chị nè, đó, màu đen, dòng Kia Karen nha anh chị nha. Có xe này có trang bị là cửa nóc máy 2 chấm luôn nha anh chị nha. Đó. Thì bây giờ cho anh chị đi sơ một vòng xem thử coi là chiếc xe này đẹp và có thể là lấy về đi gia đình hay không. Thì xe thì trang bị là mâm đúc rin nè anh chị nè, bốn vỏ ha, màu đen. Anh chị nào mà hợp màu đen thì có thể là chọn ha. Đây cái mâm đúc của nó anh chị nhìn thấy không, năm cánh mà như cánh sao mà nó rất là dày cứng luôn. Vỏ xe thì phải nói là tuyệt vời, bốn cái như nhau luôn ha anh chị ha. Xe thì trang bị là 4 thắng đĩa ABS và đặc biệt máy đang nổ nè anh chị, nhưng mà nổ rất là êm, rất là êm. Thì bây giờ em sẽ báo giá luôn cho anh chị ha. Xe này là đời 2010 nha anh chị, máy 2 chấm, bên em đang bán với giá là 255 triệu, máy 2 chấm cửa nóc đó, bạn đủ nha anh chị nha. Đó. Xe thì biển số 69 ha anh chị, thì bên em sẽ bao rút hồ sơ. Thì bây giờ em sẽ bật cái dàn đèn này lên cho anh chị xem cái đèn xe ha. Đây đèn xe nè anh chị nè, rất là sáng, nó sử dụng là một cái bóng đèn bi và một đống đèn halogen bình thường ha, và đèn gầm, đèn cản anh chị, màu đen tuyệt vời. Đây mời anh chị đi sơ một vòng bên ngoài, thì xe sẽ trang bị là coi như là có gập gương luôn, chỉnh gương và gập gương. Cái xe này á, cái dòng này là máy 2 chấm ha, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu á là khoảng từ 9 đến 10 lít ha anh chị ha. Này bây giờ em sẽ cho anh chị vô sâu bên trong xem khoang nội thất của chiếc xe như thế nào ha. Thì anh chị thấy là cái dòng này nó giống là 5+2 nha anh chị nha. Thì cái ghế đằng sau này á, có thể là mình gập xuống như thế này để chờ đồ ha. Còn ngồi á, thì nó cũng hơi chật một chút xíu. Đây em giờ dỡ lên cho anh chị xem nè. Đó, nào. Ngồi thì nó cũng tạm được thôi, chứ còn để mà ngồi hai người ngồi như thế này thì nó cũng hơi chật ha anh chị ha. Nhưng mà được đổi lại có hai hàng ghế trước rất là rộng, và nguyên cái dàn ghế này là ghế nị rin theo xe à, anh chị ha, ghế nị rin theo xe. Đây bên trong này thì sẽ có là đồ nghề đầy đủ hết nha anh chị. Đó. Và bánh xe cua sẽ nằm treo bên dưới này nha anh chị nha. Đó, bánh xe cua sẽ nằm bên dưới ha. Đây bây giờ em sẽ cho anh chị đi sát vô bên trong để xem là sùng chỉ và keo chỉ của xe này như thế nào. Thì đây mời anh chị xem nè, đằng sau phía sau này thì không có dấu lỗi nha anh chị nha. Riêng mấy cái ốc cabo như thế này, ốc cốt thì không có dấu tháo luôn à, chưa có dấu tháo luôn ha. Đây bên trên miếng nhựa bên trên này thì keo chỉ nguyên zin hết ha. Đây, nguyên zin hết. Xe thì cái đời này thì là sơn bên ngoài thì là sơn lại nhiều rồi nha anh chị nha. Sơn bên ngoài thì có thể là sơn hết nguyên con rồi, không có còn sơn zin rồi nha. Nách bên trong này là sơn zin nè anh chị nè. Nách bên trong ha. Và khoang bên trong ngồi ghế kìa anh chị. Cái dòng này là cái khoang này ngồi rất là rộng và rất là thoải mái. Ô trời, ngồi vô cái đang nổ máy, máy lạnh bật lên nó mát, quá mát luôn anh chị. Và sẽ có một cái hộc gió phía sau này nè. Đó. Dạ. Khi mà ngồi như thế này là rất là mát. Thứ hai là coi như ghế ngồi rất là êm. Mấy cái ghế nị nè anh chị nè, ngồi rất là êm ha. Trần thì trần nị rin nè anh chị nè, nị rin. Và có một cái cửa sổ trời phía đằng trước này ha. Tí xíu này em sẽ mở luôn cái phần cửa sổ trời cho anh chị sẽ coi. Tắp bi rồi thì đẹp hết ha nha anh chị. Xe này xe gia đình đi cho nên là chủ trước giữ rất kỹ, nên chất lượng thì anh chị yên tâm ha. Về bên em thì em đã kiểm tra, nói chung là chạy thử và kiểm tra thử thay nhớt mới hoàn toàn. Đây, ngồi vô cái khoang lái này anh chị nè. Xe trang bị là hộp số sàn và màn hình thì chưa có, cái này là đang đầu DVD. Đầu DVD ha. Máy lạnh thì phải nói là tuyệt vời, không có lo ha. Đây, về phần bô lăng. Bô lăng anh chị thấy không?
rất là đẹp ha, có những cái phím bấm ngay đây. Xe thì sẽ trang bị một túi khí thôi nha anh chị nha. Ô đô xe này đi được là 185.000, ô đô 185.000, đời 2010. Và bây cái trần này anh chị nè, bây giờ em sẽ bật cái cửa sổ trời lên cho anh chị coi ha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Dạ. Yeah. Kéo lại. Này, có mấy cái miếng này mà bọc ni lông người ta chưa muốn gỡ luôn rồi anh chị nè. Chủ trước xài rất là kỹ ha. Bên này cũng vậy. Cho nên là cái trần này nó còn rất là mới luôn. Nhất là những cái phần nhựa nè. Nó mặt bằng thờ anh chị nè. Căng luôn ha. Nó còn dạng này là nét căng luôn. Hộp đựng đồ đầy đủ hết. Và bên trong hộp này nè anh chị nè, nó sẽ có là những cái bấm cắm sạc điện thoại nè, USB nè, iPhone nè, vậy ha. Đó, các đầu sạc, đầu tẩu thuốc nè, cũng đa chức năng hết ha. Rồi bây giờ em sẽ đi ra bên ngoài quay cho anh chị xem cánh cửa bên này ha. Đây cho anh chị xem cánh cửa nè. Đó, bốn cánh cửa đều như nhau hết, đều đẹp hết. Kiến lên xuống thì nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ ha. Đây sùng chị bên này nguyên nè anh chị nè. Anh chị nè. Nước sơn bên trong này là zin hết. Và mấy cái nách bên trong này nè anh chị nè, là nước sơn zin hết ha. Tuyệt vời ha. Xe đời không có cao, đời thấp thôi, nhưng mà chất lượng thì phải nói là ok. Nhất là mấy cái phím bấm này anh chị nè, sau một thời gian xài mà nó vẫn còn nguyên hết ha. Nó có gập gương nè, chỉnh gương nè, lóc cửa, lóc kiến, kiến lên xuống. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần khoang động cơ ha, cho anh chị coi cái phần động cơ. Đây máy đang nổ, anh chị thấy không, bốn máy nổ rất êm, máy 2 chấm. Thì máy móc thì em sẽ là thay nhớt và bảo hành máy cho anh chị ha. Rồi em sẽ, xe này mới về thôi, em sẽ vệ sinh lại cái phần máy này cho sạch, nó thổi bụi. Về phần đầu thì không có dấu hiệu lỗi luôn nha anh chị nha, phần đầu. Anh chị cứ đến trực tiếp xem xe và trải nghiệm chạy thử ha. Còn anh chị nào mà xa không có tới được, công việc không tới được thì có thể là alo, chốt cọc bên em sẽ giao xe tới tận nhà cho anh chị ha. Rồi anh chị yên tâm. Chữ logo GA nè anh chị, mấy đinh tán đinh bấm còn nguyên hết ha. Thì anh chị nào mà thích cái xe này thì hãy nhấc máy ha, alo liền cho bên em sẽ có nhân viên tư vấn. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.